iOS 17 được đánh giá là phiên bản hoàn thiện hơn về giao diện người dùng so với iOS 16. Tuy nhiên, điểm nổi bật của phiên bản này là cải thiện tính bảo mật, giúp người dùng kiểm soát dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu nhạy cảm một cách tốt hơn. Các tùy chọn bảo mật được tích hợp vào trình duyệt, ứng dụng xem ảnh, tin nhắn, cuộc gọi. Chưa có nhiều thay đổi về tính năng, nhưng hỗ trợ hãng đẩy mạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên hệ điều hành iOS. Trình duyệt web trên iOS 17 đã có một số cải tiến quan trọng về riêng tư. Việc chia nhóm các tab trang web truy cập theo mục đích, sở thích giúp người dùng dễ dàng quản lý các trang web. Điểm đáng chú ý là tính năng chế độ duyệt riêng tư, Private Browsing, sẽ tự động khóa sau mỗi lần mở, đóng ứng dụng hoặc khi người dùng không ở gần thiết bị. Điều này đảm bảo rằng thông tin truy cập không bị lộ khi người dùng không cần sử dụng trình duyệt. Ngoài ra, iOS 17 cũng xử lý thông tin liên quan đến việc theo dõi hành vi người dùng trên các trang web khác. Các đoạn mã tự thêm vào đường dẫn để theo dõi người dùng sẽ tự động bị xóa khi người dùng chia sẻ liên kết trong ứng dụng tin nhắn, mail, đồng thời vẫn đảm bảo truy cập đúng mục đích yêu cầu. Trong ứng dụng ảnh, photo, người dùng iOS 17 được cung cấp tùy chọn chỉ cho phép truy cập vào một số bức ảnh nhất định. Chẳng hạn, người dùng có thể mở một ứng dụng chỉnh sửa ảnh và cho phép ứng dụng này truy cập vào một số ảnh vừa được chụp trong ngày. Nhờ những cải tiến vượt trội trong tính bảo mật, iOS 17 hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm an toàn và bảo mật hơn trong việc sử dụng thiết bị di động. iOS 17 có những nâng cấp đáng chú ý về tính bảo mật, giúp cảnh báo trẻ em khi gửi hoặc nhận hình ảnh, video chứa nội dung nhạy cảm qua ứng dụng tin nhắn, AirDrop, FaceTime và Contact Poster. Các tài liệu nhạy cảm được xử lý trên thiết bị để đảm bảo không có bất kỳ ai truy cập, bao gồm cả Apple và bên thứ ba. Các cảnh báo dành cho tài khoản trẻ em được quản lý bởi bố, mẹ trong nhóm gia đình. Ngoài ra, tính năng Sensitive Content Warning cũng giúp người trưởng thành tránh xem những nội dung nhạy cảm vô tình. Người dùng có thể tùy chỉnh tính năng này trong mục cài đặt quyền riêng tư và bảo mật. Chế độ phong tỏa, lockdown là một tính năng mới cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập các biện pháp bảo vệ thiết bị trước các nguy cơ gián điệp và đánh cắp dữ liệu. Chế độ này thay đổi mặc định các kết nối không dây và quyền truy cập dữ liệu đa phương tiện, giúp người dùng làm việc quan trọng hay có nhu cầu đặc biệt có thể dễ dàng bật chế độ này thay vì phải tùy chỉnh từng cài đặt. Khi kích hoạt lockdown mode, cả Apple Watch kết nối cũng sẽ tự động chuyển sang chế độ tương tự. iOS 17 mang đến những cải tiến đáng giá về tính bảo mật và an toàn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng thiết bị di động an toàn hơn cho người dùng.